đặc sản Bà Rịa Vũng Tàu, xoài sống chấm mắm ruốc Trí Hải. Mắm ruốc Trí Hải, xào thịt ba rọi xả ớt, thịt luộc rau sống cuốn bánh tráng, chấm mắm ruốc tỏi ớt ăn liền Trí Hải. Mắm ruốc Trí Hải, ăn vào nhớ mãi. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn.